Viện Pháp Đình số thứ 9, cả đời ân hận cho kẻ cướp ngân hàng. Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyện Pháp Đình số thứ 9 của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay nói về một thanh niên muốn chứng minh năng lực tài chính để được đi xuất khẩu lao động mà cả gan dám cướp tiền ngân hàng. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi. Cho đến khi thực hiện xong việc cướp, Cao cũng bàng hoàng không hiểu vì sao bản thân lại hành động một cách táo tợn đến như vậy. Cuộc sống của Cao trước đó, nếu ai đã từng trải qua sẽ thấu hiểu, áp lực cuộc sống thực sự đã dẫn Cao tới bước đường cùng, bước đường mà không có kết quả tốt. Đã lâu lắm rồi, có ai cướp ngân hàng mà thoát được. Một phút xa chân, cả đời ân hận. Lê Phú Cao, sinh năm 1991, quê tỉnh Thừa Thiên Huế, tạm trú tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, được dẫn giải vào khu vực dành riêng cho bị cáo từ sớm, cùng với một số bị cáo trong vụ án khác. Khuôn viên được chọn làm điểm mở phiên tòa lưu động hôm ấy, rộng thênh thang, càng khiến cho tầm nhìn của Cao thêm phần trống trải. Vị trí nào có vợ con, vị trí nào có anh em và người thân bị cáo. Nước mắt vô thức rơi xuống, bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu cảm xúc dồn nén đã vỡ òa ngay lúc ánh mắt Cao dừng lại ở hình ảnh con gái được bế phía xa. Ngoài sân nắng đã lên cao, bầy chim non chút chít bay lượn, đôi giỡn trước sân tòa làm cho lòng bị cáo Lê Phú Cao càng thêm tan nát. Mới đây thôi, trước lúc bị tạm giam, Cao còn bế con, hứa mua cho con nhiều quà, nhiều áo mới. Nhưng giờ con đứng đó mà không thể chạm được, dù chỉ là cái níu nhẹ vào má con. Dù Cao có vội lau đi nước mắt, dù cố giữ tâm trạng ổn định nhất có thể, thì vẫn không thể giấu được sự tan nát trong lòng. Cao không phải là loại người vô tâm, vô tình, càng không phải là loại khô khan để có thể bàng quan với mọi thứ xung quanh ngay lúc này. Nghĩ về cha mẹ, vợ con, anh em, Cao lại càng dằn lòng không được cục ngã. Việc phạm tội, trả giá là điều đương nhiên. Cao hiểu, không có cái giá như nào trở thành hiện thực để có thể quay lại thời điểm chưa phạm tội. Cho nên, Cao sẽ chọn cách vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Sai lầm lần này sẽ là duy nhất. Hôm nay, Cao đối diện với hoàng hôn và màn đêm. Dù tăm tối bao nhiêu, thì ngày mai cũng sẽ là bình minh đón đợi. Mỗi lời Cao nói chính là lời rút tận tâm can của một người con, người chồng, người cha khi lầm đường lỡ bước. Kẻ cướp ngân hàng. Chỉ cần gõ từ khóa cướp ngân hàng Đà Nẵng thì cái tên Lê Phú Cao xuất hiện dày đặc, tin tức trở thành tâm điểm tại địa phương. Bởi có lẽ đây là lần đầu xảy ra vụ cướp ngân hàng một cách táo tợn như vậy. Cao cũng không phải là đối tượng mưu mô cộng cán khét tiếng gì trong làng phạm tội, cho nên chỉ một thời gian rất ngắn, hành tung của Cao đã bị lực lượng công an Đà Nẵng nắm gọn. Theo cách nói của Cao, việc công an truy tìm và bắt Cao nhanh đầy ngỡ ngàng, như lúc Cao thực hiện xong hành vi cướp thì mới bàng hoàng không hiểu vì sao mình lại có thể làm như vậy. Khi được hỏi, Cao khai, nhằm chứng minh năng lực tài chính để được đi xuất khẩu lao động tại New Zealand, Cao mới nảy sinh ý định cướp tài sản tại ngân hàng. Để thực hiện ý định này, ngày 18 tháng 4, Cao đến phòng giao dịch Đống Đa, ngân hàng V, chi nhánh Đà Nẵng để thăm dò. Tại đây, Cao phát hiện ngân hàng này ít người qua lại, nhân viên tại đây đa số là nữ nên quyết định cướp. Bắt đầu hành động. Hai ngày sau, Cao chuẩn bị một khẩu súng nhựa, một roi điện, một con dao, một túi vải, một đôi dép nhựa và một biển kiểm soát xe mô tô biển số 43F1 làm bằng giấy A4. Đến hơn 10 giờ cùng ngày, Cao bỏ tất cả các công cụ đã chuẩn bị vào một túi sách rồi bỏ trong cốp xe mô tô biển kiểm soát 37D1. Khi gần đến địa điểm gây án, Cao lấy biển số 43F1 dán đè lên biển kiểm soát xe mô tô, lấy chiếc túi đựng các công cụ ra treo trên xe và điều khiển xe để gần trụ ATM trước ngân hàng. Đến 11 giờ 15 phút, thấy phía trước ngân hàng vắng người, Cao đi vào bên trong rồi bấm nút cửa cuốn xuống để tránh bên ngoài phát hiện. Tay cầm súng nhựa, tay bấm nút bật roi điện, Cao hô lớn, cướp đây, rồi uy hiếp nhân viên ngân hàng để tiền vào trong túi vải. Thấy nhân viên bảo vệ ngân hàng có ý định gọi điện thoại, Cao tịch thu luôn một điện thoại di động của nhân viên này. Sau khi lấy được số tiền 660 triệu đồng, Cao bỏ chạy ra khỏi phòng giao dịch. Để tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng, Cao điều khiển xe đi qua bãi đất trống, vứt súng nhựa, roi điện, tháo biển số giả, cởi bỏ khẩu trang, áo khoác, quần jean dài, đôi dép nhựa rồi điều khiển xe đến siêu thị Vincom Đà Nẵng, xuống tầng hầm gửi xe và đón taxi đến sân bay Đà Nẵng. Cao đến sảnh sân bay nhưng không vào bên trong mà tiếp tục đón xe ô tô Grab về lại phòng trọ. Tại đây, Cao lấy trong túi ra hai xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng với tổng số tiền 70 triệu đồng để tiêu xài. Số tiền còn lại Cao cất giấu trên trần la phong của phòng trọ. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Cao đi cắt tóc để thay đổi đặc điểm nhận dạng và đến một ngân hàng nộp số tiền 60,6 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên người khác để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động tại New Zealand. Đến 21 giờ ngày hôm sau, thì Cao bị cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ. Câu chuyện phía sau bản án.
Lê Phú Cao sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em, gia đình thuộc diện khó khăn, bị cáo là con thứ 3 trong nhà, được đánh giá là đứa sáng dạ, hiếu học, nên dù khó, gia đình vẫn cố gắng để Cao được học hành đến nơi đến chốn. Đáp lại, Cao chịu khó học hành đỗ đạt, vào trường Đại học Khoa học Huế. Khỏi phải nói, Cao chính là niềm tự hào của cả gia đình và cũng là hình tượng trong mắt chòm xóm lúc ấy. Ra trường cầm tấm bằng cử nhân, nhưng con đường lập nghiệp của Cao lại không hề thuận buồm xuôi gió. Chờ để có thể trở thành một công chức nhà nước thực sự là điều quá khó khăn. Cuối cùng Cao đành xếp xó bằng cấp, xin vào làm công nhân trong cơ sở sản xuất bún. Nói cách khác, công việc hiện tại và những năm tháng miệt mài trên giảng đường của Cao chẳng khác nào hai đường thẳng, không thèm chạm nhau lấy một lần. Rồi đến tuổi thành gia lập thất, Cao lấy vợ sinh con, áp lực cuộc sống một lần nữa nhấn chìm những lý tưởng hoài bão trước đó. Kinh tế khó khăn, cuộc sống bế tắc, mượn trước trả sau, cũng không tài nào xoay sở nổi. Đáng nói, trong lúc túng quẫn, áp lực từ cha mẹ già một lần nữa hối thúc, Cao phải làm cái gì đó, không thể chịu đựng như thế này được. Bị cáo cực khổ, làm không có tiền, mỗi lần về nhà ba mẹ lại đem bị cáo so sánh với hàng xóm. Con nhà người ta bằng tuổi là có tiền, có nhà có xe, con nhà người ta thế này, thế kia. Nhiều lần như vậy khiến bị cáo buồn, tuyệt vọng, thấy bản thân mình thực sự kém cỏi. Cao giải bày một trong những lý do khiến mình xa chân. Đối với Cao mà nói, dù khi bản thân là hình mẫu để cả xóm so sánh, hay khi là nạn nhân của hình mẫu ấy, thì cũng không có gì khác ngoài hai chữ áp lực. Nghĩ rằng chỉ có con đường xuất khẩu lao động mới có thể kiếm được ít tiền làm vốn. Với người khác, cái khó ló cái khôn. Nhưng Cao thì cái khó đã nhấn chìm tương lai và đẩy Cao đến chỗ tự đánh mất chính mình. Nhắc tới cha mẹ, Cao không nhìn được lần nữa bưng mặt khóc, cho bị cáo xin lỗi toàn bộ nhân viên ngân hàng, cũng may mắn bị bắt sớm nên không xài hết tiền, cho bị cáo có cơ hội hoàn lại gần hết số tiền mình cướp, nếu không, không biết lấy tiền đâu để trả. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi người thân, mong mọi người tha thứ, đặc biệt, mong ba mẹ già giữ gìn sức khỏe đợi ngày con quay về, mong vợ cứng rắn mạnh mẽ, hay anh nuôi dạy con thành người, cho anh có một nơi để quay về sau khi chấp hành án, Cao nức nở nói lời sau cùng. Một lần lạc bước mà ân hận cả đời. Vạn phần bất đắc dĩ, dù muốn là người có chơi có chịu, làm người cứng rắn để vợ con, người thân có mặt ngày hôm ấy yên lòng, nhưng sự tủi thân, xấu hổ và cả sự đau khổ khiến Cao không tài nào ngừng khóc. Hành vi của bị cáo là hoàn toàn sai, nhưng giá như người thân đừng tạo thêm áp lực, có lẽ mọi chuyện đã khác. 20 năm về tội cướp tài sản mà Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt chính là bài học đắt giá cho Cao và cho những ai có suy nghĩ đến hành động như Cao. Vụ án này cũng là lời nhắc nhở với những người thân xung quanh. Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì đối với một người có xuất phát điểm thấp, cho nên cần lắm những lời động viên thay vì biến sự kỳ vọng trở thành áp lực. Một tiếng ba non nớt phát ra từ đứa trẻ với theo thực sự đã rút kiệt sự cứng rắn mà Cao gắng gượng tạo nên từ lúc bắt đầu phiên tòa đến giờ. Cánh cửa xe đóng lại ngăn cách cha con. Bên trong thùng xe, Cao khóc to thành tiếng. Tiếng còi của xe tù cũng bắt đầu hú, thì lòng Cao rã rời hơn bao giờ hết. Vợ đó con kia, người thân chỉ cách vài sải tay, nhưng Cao không tài nào với tới. Đã lâu lắm rồi, bao nhiêu vụ cướp ngân hàng xảy ra, có mấy ai thoát được, có mấy ai xài được tiền ngân hàng khi không thông qua thủ tục giao dịch hợp pháp. Qua câu chuyện vừa rồi cũng khép lại chương trình Chuyện Pháp Đình số thứ 9 của chúng tôi. Những vụ án hấp dẫn luôn được chúng tôi liên tục cập nhật. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký và đừng quên bật nút chuông để quý vị nhận được thông báo khi chúng tôi có chương trình mới.